giải mã những bài đăng với icon trái tim của các thương hiệu lớn, ví Momo, Starbucks và Highlands Coffee. Trong 2 ngày vừa qua, cộng đồng mạng đều cảm thấy như mình trở thành người tối cổ khi lướt Facebook, không biết vì lý do gì, một số page của các thương hiệu lớn đăng bài với icon trái tim. Dưới phần bình luận, một loạt các page tích xanh khác đổ bộ vào gửi lời an ủi hết sức mùi mẫn. Đọc xong, dân tình vẫn không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Mọi chuyện bắt nguồn vào ngày 6 tháng 9, khi Momo và Starbucks đồng loạt có bài đăng đầy ẩn ý. Momo đăng icon trái tim xanh trên nền hồng, ngược lại Starbucks đăng icon tim hồng trên nền xanh. Ngay sau đó, đến lượt Highlands Coffee đăng một status với icon trái tim tan vỡ, kèm thêm những lời bình luận, cảm thấy bị phản bội, nhờ mọi người mình mới biết mình có rất là nhiều sừng nha. Còn nhớ trước đó, vào dịp Valentine trắng 14 tháng 3, Momo triển khai hợp tác với ứng dụng gọi xe Gojek trong chiến dịch quảng bá của mình. Hai thương hiệu cũng lựa chọn thông điệp về một mối tình, phát cẩu lương trên khắp các mặt trận. Lần này có khả năng tiếp tục là một chiến dịch quảng bá của Momo và Starbucks trên mạng xã hội, lấy ý tưởng từ câu chuyện tình tay ba để tạo yếu tố viral.